Hi, xin chào tất cả mọi người quay lại với kênh Tiki Food của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Thì ở đây mình có một cái món ăn hôm nay mình chia sẻ với các bạn, đó là gà chọi kho nước dừa với tỏi ha. Thì các bạn thấy cái món ăn này như thế nào ạ? Đây nè, cái màu rất là tươi ngon, giống như là gà ram đúng không? Các bạn thấy không? Đó, rất là thơm ngon ha. Để làm được món này chúng ta cần có cái như sau. Ở đây là mình cần có 400 g gà ta làm sạch sẽ và chặt sẵn ha. Mình có các nguyên liệu thông thường như là cà no, đường, bột ngọt. Ở đây thì có hành băm và tỏi băm ha. Hành băm, tỏi băm, tiêu và ít tỏi, ngò rí, hành lá. Mình ăn với lại rau sống và cà chua. Rồi các bạn ơi, mình về tiến hành mình làm nha. Để đầu tiên là mình sẽ thắng một cái màu của cái đầu tiên là mình bật ga lên các bạn. Để em thắng cái màu của thịt ha. Rồi, và nguyên liệu mình cần có một cái quan trọng hôm nay đó là nước dừa tươi nha các bạn. Đây, nước dừa tươi mình đã chặt sẵn cho mình chuẩn bị sẵn rồi nha. Để cho cái gà nó có màu đẹp và cái vị tươi, tươi thì mình cần cái nước dừa tươi. Nồi chúng ta nó đã nóng thì chúng ta cho tí xíu dầu ăn vô nha. Dầu ăn này mình sẽ cho ít đường vào để mình thắng mình làm cái màu nha các bạn. Các bạn cho khoảng 2 muỗng cà phê đường cho mình. Rồi cho 2 muỗng cà phê đường thôi các bạn. Rồi chúng ta quậy lên cho đều lên. Chúng ta quậy chừng nào từ đường nó tan ra và nó ngã cái màu vàng vàng chúng ta nhắc xuống là được. Các bạn khéo hơn đừng để nó cháy nha. Rồi nó bốc khói lên vậy là được rồi các bạn. À, bây giờ chúng ta cho cái phần thịt gà vô nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta nêm gia vị ha. Này các bạn thấy không? Bây giờ nó lại có cái màu vàng vàng rồi các bạn ha. Thì chút nữa chúng ta kho cái nước dừa nó rất là ngon. Đầu tiên chúng ta cho khoảng 3 muỗng nước mắm. Rồi, chúng ta cho 3 muỗng nước mắm. Chúng ta cho hết cái phần tỏi băm và hành băm này vô. Chúng ta cho hết cái phần cà no này vô luôn nha các bạn. Khoảng 3 muỗng cà phê cà no. Chúng ta cho ít đường thôi. Khoảng 1 muỗng cà phê đường. Chúng ta cho hết phần tiêu này vô. Tại chúng ta kho cay nha. Gà này gà kho cay. Cho hết phần bột ngọt này vô, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi các bạn gia vị còn lại để chúng ta nêm sau. Trước tiên là chúng ta trộn này lên. Rồi để cho gia vị thấm khoảng 15 phút chúng ta bắt lên chúng ta kho nha. Rồi sau khi chúng ta ướp gia vị khoảng được 15 phút đó các bạn thì gia vị nó cũng thấm, chúng ta bật lửa lớn lên. Chúng ta kho ha. Đây thì ở giai đoạn này thì các bạn để cho cái gà của mình nó săn ha, nó săn thịt lại, nó rút thì rút lại, xong rồi bắt đầu mình chế cái nước dừa vô. Nhà mình hầm cho nó khi nào mềm vừa ăn thì thôi. Mình chờ nha các bạn.
Mình chờ khoảng 2 phút cho thịt gà nó săn lên nè. Rồi chúng ta coi khi mà thịt nó săn lên đó các bạn. Chúng ta đổ hết nước dừa vô nha. Cái phần nước dừa này chúng ta đổ hết vô. Rồi bây giờ chúng ta là chờ cho nó rút hết nước dừa này, nó cạn lại sình sạch là được ha. Rồi chúng ta có thể cho thêm một ít nước nữa ha. Một ít nước nữa để cho thịt gà nó chín ha. Rồi bây giờ do cái gà này là gà già nha các bạn, gà của mình rất là già cho nên là mình phải cho nước hơi nhiều tí xíu. Các gà nếu mà các bạn làm gà non vừa ăn thì các bạn cho ít nước thôi ha. Nói chung là các bạn nấu làm sao để cho cái nước dừa nó rút lại sền sệt, nó tạo ra một cái màu rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta để nắp lại, chúng ta chờ nha. Rồi cuối cùng chúng ta cũng chờ đợi được cái giây phút mà nó đã cạn cái nước ha. Sau khi mà cái nước dừa chúng ta đã đổ vô rồi á, chúng ta kho cho đến khi mà nó cạn cái nước dừa sền sệt á, các bạn niêm lại ha. Trước khi nó cạn các bạn niêm lại cho nó vừa ăn. Sau đó các bạn bỏ thêm củ tỏi vào. Củ tỏi thì cái món này là gà kho tỏi khi nước dừa nha các bạn. Đây là một cái món không có xa lạ gì nhưng mà nó là có một cái vị rất là đặc trưng. Vị thơm của nước dừa, vị ngọt của gà và vị cay cay của ớt đó, kèm theo cái vị bùi bùi của tỏi khi mình kho kèm á các bạn. Cái tỏi thì nó lại thấm vào nước cái vị của gia vị của thịt ha, nên ăn rất là ngon. Thì mình đã làm cái món này cực khổ rồi thì bây giờ mình sẽ thưởng thức coi cái vị mình làm ra nó như thế nào nha, để mình xem có miếng nào nhỏ nhỏ không đã ha. Ồ đây đây, các bạn có biết cái món này là cái gì không? Wow, thấy cái gì không? À, ngầu phín đấy, à, ngọc kê đấy các bạn. Ăn thử miếng nha. Trời ơi, nó đã. Cái ngọc kê nó đã béo rồi. Mà kèm theo cái vị mặn của nước mắm, cái vị cay của tiêu ớt và cái vị thơm của nước dừa đặc biệt là nó thấm vô từng miếng thịt, nó rất là ngon các bạn ạ. Ở đây mình không có dùng màu quá chất cho nên là cái thịt của mình nó rất là thơm nha các bạn. Cái tỏi, cái hành lúc mà mình ướp thịt đó nó đã thấm cho nên là cái thịt của mình nó rất là thơm, nó không có hôi thịt gà ha. Phải nói là một cách đơn giản thôi nhưng mà mình đem lại một món ăn gia đình của mình rất ngon ha. Bây giờ mình thử ăn một miếng thịt coi như thế nào nha. Hấp dẫn đúng không các bạn? Mình ăn thử miếng thịt nha các bạn. Thịt rất là mềm các bạn ha. Mình hầm lửa riu riu lâu á cho nên thịt rất là mềm và nó thấm được cái nước dừa á, cho nên rất là ngon. Và cái gia vị mình nêm á thì nó vừa tới, nó mặn mặn, nó cay cay và nó ngọt ngọt của nước dừa. Cái ngọt này là ngọt của nước dừa nha, chứ không phải ngọt của cái đường của mình nêm nha, cho nên rất ngon. Chúng ta ăn kèm thử miếng cà chua nha. Hai miếng luôn. Tuyệt vời quá. Ăn miếng dưa leo nữa không? Cái món này khá ngon các bạn ạ. Rồi để làm cái món này đơn giản lắm các bạn ha. Chúc các bạn thành công. Các bạn hãy nhanh tay vào làm cái món này cho gia đình mình nha. Hãy ủng hộ mình, nhấn like, share, comment bên dưới nếu có gì thắc mắc. Đặc biệt là phải nhấn đăng ký kênh và nhấn subscribe và nhấn luôn cái chuông ở bên phải á, để nhận được những cái thông báo về những cái video clip mới nhất của kênh mình nha. Chúc các bạn thành công, chúc mọi người ngon miệng nha. Chào các bạn, chào mọi người.